Tiểu thuyết Người tình giấu mặt, tác giả Sơ Thần. Tập 2, chương 9. Mẹ! Nói xong, Hứa Bội Dung ôm Ân Tịch quỳ gối xuống trước mặt Tần Phương. Tiếng nói vừa thoát ra, nước mắt sớm đã ngừng không được mà rớt xuống. Bội Dung, thân thể của con vừa mới khôi phục được một chút, đừng tự tra tấn chính mình nữa. Mẹ biết ý tứ của con, mẹ cũng khó xử. Nước mắt trong mắt Tần Phương cũng đã tuôn xuống ào ào. Hai mẹ con cùng Tiểu Ân Tịch gắt gao ôm lấy nhau. Lâm Âm Ái chán ghét chứng kiến tất cả. Mẹ, đều do con gái bất hiếu. Con gái lần này không thể nghe lời mẹ. Con phải chăm sóc Ân Tịch. Con muốn nhìn thấy nó lớn lên, cho dù phải chịu bao nhiêu cực khổ, con được chấp nhận. Xin mẹ, mẹ ơi, xin mẹ hãy tha thứ cho quyết định của con. Bội Dung vừa nói, một bên nước mắt chảy lã chả. Bội Dung, con gái đáng thương của mẹ. Được rồi, đủ rồi, đừng đóng kịch nữa. Cũng không phải sinh ly tử biệt gì. Con gái của bà là du em của chính con gái mình. Con có thể mỗi ngày thấy đứa nhỏ. Tề gia chúng tôi coi như cũng không làm các người thất vọng chứ. Ba! Tần Phương tức giận đến mức không thể nói lên lời. Bội Dung đem Ân Tịch đặt ở trên giường, chạy nhanh tới, vuốt vuốt ngực Tần Phương mới hạ xuống một chút. Mẹ! Con sẽ cố gắng chăm sóc mình thật tốt. Khi nào có thời gian, con sẽ về thăm mẹ. Mẹ không cần lo lắng cho con. Con gái của mẹ nhất định kiên cường đợi ngày Ân Tịch lớn lên. Bội Dung cam đoan mà nói, với Tần Phương giúp bà bớt lo lắng. Tôi không muốn tiếp tục nghe các người dài dòng. Thời gian của tôi rất quý giá. Hứa Bội Dung, cô mau ký tên đi. Lâm Âm Ái không kiên nhẫn mà nhìn hết thảy. Bội Dung cầm lấy bút, rốt cuộc trên hiệp nghị ly hôn ký tên của mình. Lâm Âm Ái cầm hiệp nghị, nhìn thấy cô tự tay ký tên, lộ ra nụ cười đắc ý. Chị Lâm lập tức qua đây đón các người về Tề gia. Hết thảy công việc của cô đều nghe chị Lâm an bài đi. Nói xong, Lâm Âm Ái cũng không quay đầu lại, đập mạnh giày cao gót của mình đi ra khỏi phòng. Bội Dung, tại sao con phải khổ như vậy? Vì cái gì mà phải hủy khuất chính mình như vậy? Chúng ta còn có thể ra tòa mà. Mẹ, mẹ ơi, Lâm Âm Ái không phải là loại người đơn giản như vậy. Nếu chúng ta ra tòa, vậy trong khoảng thời gian đó Ân Tịch làm sao bây giờ? Bà ta nhất định có biện pháp đem Ân Tịch cướp khỏi con. Nếu như vạn nhất bà ta nổi ý xấu xa gì, thời điểm chúng ta còn chưa có phán xét của tòa án đem hại chết Ân Tịch, thì làm sao bây giờ? Mẹ ơi, con không thể mạo hiểm như vậy. Bội Dung vẫn là dùng lý trí để phân tích. Từ ngày đầu tiên tiến vào, cô chỉ biết rằng Lâm Âm Ái chán ghét chính mình, nghĩ đủ mọi phương pháp để tra tấn chính mình, mà lần này không thể nghi ngờ được bà ta lại dùng thủ đoạn quen thuộc này. Chính là cô thật không ngờ Lâm Âm Ái ngay cả cháu ruột của mình cũng lợi dụng. Có thể thấy được trong lòng bà ta Ân Tịch
ngay cả một phân cũng không đáng. Nghe hết thảy những lời này, Tần Phương chỉ cảm thấy vận mệnh thật không công bằng, không nghĩ rằng tất cả báo ứng lại đổ ập lên người Bội Dung. Còn có ân tình nhỏ như vậy, vì sao ông trời lại không thể đối xử với họ công bằng một chút, nhân từ một chút? Mẹ, con không oán hận. Con chỉ trách mình trước đây nhất thời mê muội, gả cho Tề Gia Tĩnh, còn để cho mình dễ dàng bị lừa như vậy. Con về sau, nhất định sẽ không để ân tịch lại phải chịu lừa gạt như vậy, nhất định sẽ không. Hứa Bội Dung kiên định mà thề. Chương 10. Tra tấn. Ngày thứ hai, khi Hứa Bội Dung trở về Tề gia, Lâm Âm Ái liền phân phó chị Lâm, nói bà ta muốn ăn canh gà thuốc bắc do Hứa Bội Dung nấu, phải là tự tay cô làm. Hứa Bội Dung buông ân tịch vừa mới bú no xuống, chị Lâm liền tới, tư thái không chút hèn mọn. Hứa Bội Dung, phu nhân nói cho cô tự mình đi nấu thuốc bắc, cũng đừng có lãng phí sự tán dương của phu nhân đối với cô. Vâng, tôi lập tức làm ngay. Nói xong, Hứa Bội Dung vội vã chạy vào nhà bếp. Thuốc bắc chỉ cần dùng đúng nguyên liệu và vừa lửa, hương vị sẽ rất ngon. 3 giờ sau, Hứa Bội Dung lấy ra một ít canh ở trong bát, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khóe miệng lộ ra ý cười, giây lát lại bi thương. Còn ở trong cử như cô, đến Tề gia này, vì để cho mình có nhiều sữa, mỗi ngày đều phải uống thuốc lá. Canh gà là thứ mà cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Trong lòng lại thấy ân tịch đáng thương, làm mẹ mà không thể cho nó uống một chút gì tốt hơn một chút. Phu nhân đã muốn chờ không nổi nữa, nhanh đưa canh thuốc bưng lên cho phu nhân. Chị Lâm lại một bên không ngừng thúc giục. Bội Dung rất cẩn thận bưng bát, nhẹ nhàng mà đi, sợ sẽ có sơ suất gì. Làm chuyện gì cũng chậm chạp quá đấy. Về sau, cô ở Tề gia làm việc như thế nào, người của Tề gia chân tay đều phải nhanh nhẹn. Về sau làm việc tốc độ nhanh lên, đừng có lười nhác. Lâm Âm Ái cao mày, hung hăng cảnh cáo. Dân, thưa phu nhân, sau này chân tay Bội Dung sẽ nhanh nhẹn hơn. Hứa Bội Dung hèn mọn nói, sau đó đem canh thuốc đến trước mặt Lâm Âm Ái. Thưa phu nhân, mời người nếm thử một chút, có hợp khẩu vị với ngài không? Lâm Âm Ái giơ tay tiếp lấy cái bát Hứa Bội Dung đưa cho mụ. Bà mới vừa cầm đến, sắc mặt đã biến, chửi ầm lên. Mày muốn hại ta bỗng chết hay sao? Vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy tiếng bát canh thuốc dở trên mặt đất, nước canh gà nóng bỏng hơn một nửa là đổ trên tay Hứa Bội Dung. À! Đau đớn trong chớp mắt làm cho Hứa Bội Dung lớn tiếng mà kêu lên. Mày la hét cái gì? Chẳng lẽ là mày cảm thấy tao oan uổng mà hả? Lâm Âm Ái nổi giận đùng đùng. Không phải, không phải phu nhân, tôi không có ý này. Bội Dung đành phải quỷ khuất nói. Sau này nhất định phải hiểu biết một chút. Cô là hạ nhân, tôi là chủ nhân. Hạ nhân tay chân thô ráp, bưng bát canh không sao, nhưng là chủ nhân tay nhẵn nhụi, chịu không được nóng như vậy. Nói xong, mụ ta vô thức mà vuốt ve bàn tay tự cho là mềm mại nhẵn nhụi kia. Đúng vậy, thưa phu nhân, lần sau tôi sẽ chú ý. Lần này tính lần này, bây giờ phạt cô một chút đi. Lần trước đi Pháp trở về có 2 vali quần áo bẩn, loại này không thể giặt máy, nhất định phải giặt tay. Giặt chút quần áo chắc là không có vấn đề gì chứ. Mụ ta còn không quên mỉm cười
nhìn về phía Hứa Bộ Dung. Bộ Dung giơ tay nhẹ nhàng mà nâng nâng, nhưng là cảm giác đau đớn so với ban nãy lại càng đau đớn hơn. Như thế nào? Cô đối với việc tôi an bài không hài lòng sao? Lúc nói chuyện, sắc mặt Lâm Âm Ái đã sớm chùng xuống. Dạ, không có. Chuyện phu nhân an bài sao lại không hài lòng được? Bộ Dung nhất định sẽ làm tốt. Trên mặt bụ ta đã muốn không có khí sắc, nói thế nào cũng chỉ biết chết lặng mà làm theo. Vậy để cho chị Lâm an bài cho cô đi, đi xuống làm việc đi. Chương 11. Hứa Bộ Dung ra tới cửa phòng khách, đụng phải Tề Gia Tĩnh với Ngô Niệm. Cô ta đang mang thai, hắn ở một bên nhẹ nhàng mà đỡ. Cô đi tới, hắn hơi hơi cười gượng, hắn âu yếm mà vuốt tóc cô ta. Đây là một màn ân ái cỡ nào? Chính là một màn này xem ở trong mắt cô, vì cái gì trái tim Hứa Bộ Dung lại đau như cắt. Cô đứng im tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên lảng tránh thế nào. Bộ Dung, Bộ Dung! Ngô Niệm nhẹ nhàng mà gọi, mang theo ánh mắt, cùng khuôn mặt nhìn qua có vẻ tươi cười. Chúng ta đi thôi, mẹ còn chờ chúng ta và ăn cơm. Gia Tĩnh thậm chí còn không có liếc mắt nhìn Bộ Dung, dẫn Ngô Niệm hướng bên cạnh cô đi qua. Bộ Dung tự nói với chính mình, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Khi như là lưỡi dao sắc nhọn đâm thật sâu vào trái tim cô, tránh cũng không được. Tay cô lùa vào nước lạnh, xẹt qua dải dốc của Pháp, không có nhẹ nhẹ mềm mại, trừ bỏ đau đớn cay độc, vẫn là cay độc đau đớn. Thả tay đổ bột giặt lên trên quần áo mềm mại, cô bắt đầu nhẹ nhàng mà dò quần áo, sợ dùng sức quá thì sẽ làm hỏng, lại sợ yếu quá, không đủ để giặt sạch sẽ. Sự thật chứng minh, độ sạch sẽ cùng với hư hao của quần áo lại là nguyên nhân để Lâm Âm Ái trách phạt Hứa Bộ Dung. Mặc kệ cô làm tốt đến đâu, Lâm Ái đều có thể tìm ra lý do. Sau khi giặt xong quần áo, cô lại vào đại sảnh dùng khăn lau dọn lại một lần. Nước mắt từng giọt rơi xuống, hỗn hợp vào mùi của dải dốc mà thứ cô nhớ nhất vẫn là ân tịch. Cô đi lâu như vậy, ân tịch nhất định đói bụng lắm, nhất định khóc đòi cô. Chịu đựng đau đớn, cô cố gắng mà lau sàn nhà, hy vọng dùng tốc độ nhanh nhất mà hoàn thành, sau đó cho ân tịch bú sữa. Lúc cô trở lại phòng của người hầu, chỉ thấy ân tịch khóc tới hai mắt đều sưng đỏ, Bộ Dung đau lòng ôm con vào lòng, nhanh chóng kéo áo mình lên. Nghe tiếng ân tịch từng ngụm lại từng ngụm mút sữa, mũi cô một trận lại thêm một trận chua xót. Tội gì phải lâm vào tình trạng như hôm nay? Lúc trước lời thề cùng tình yêu của Tề Gia Tĩnh với cô khắc cốt ghi tâm như vậy, mà bây giờ cô lại từ vợ của hắn biến thành người hầu trong nhà hắn, vú em của con hai người bọn họ. Một tháng sau, Tề gia mở tiệc lớn suốt 3 ngày 3 đêm. Bởi vì Ngô Niệm sinh một đôi long phượng thai, Lâm Ái cùng Tề Gia Tĩnh càng coi Ngô Niệm là bảo bối mà thờ phụng. 3 tháng sau, Tề Gia Tĩnh cùng Ngô Niệm cử hành đại hôn,
mời các cơ quan truyền thông và báo chí cũng giảng giải lại tình yêu khổ sở cùng lãng mạn của bọn họ, mà Hứa Bội Dung lại trở thành kẻ thứ ba phá đám. Hôm sau, truyền thông lại đưa tin, nữ minh tinh Hứa Bội Dung ngày xưa sinh không được con, thế nhưng ác tâm lại muốn hại cốt nhục của Tề gia, cũng may tất thảy đều bị bại lộ, mà hiện giờ Hứa Bội Dung đã rời khỏi Tề gia, hơn nữa trốn tránh truyền thông đưa tin. Trên báo giới có vô số kiểu suy đoán, nói cô năm đó tham luyến hư vinh, lựa chọn lui về gả cho nhà giàu có, chính là vì ham làm thiếu phu nhân, nói rằng thiếu phu nhân nhà giàu không phải ai cũng có thể đảm đương được. Cũng có người đoán rằng Hứa Bội Dung sở dĩ có ngày hôm nay là bởi vì cô tằng tiểu bên ngoài bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa. Còn có người đoán rằng Hứa Bội Dung là trời sinh không thể sinh con, nếu có thể sinh nổi một mụn con gái, khẳng định cô cũng không có kết cục như ngày hôm nay. Chương 12. Tề Gia Tĩnh tái hôn xong ngày thứ hai, Ngô Niệm mệnh lệnh cho chị Lâm bảo Hứa Bội Dung nấu tổ yến cho cô ta. Hơn nữa, còn cố ý dặn chính cô phải mang tới cho cô ta. Tề Gia Tĩnh cùng Ngô Niệm vẫn ở tại phòng tân hôn trước kia của cô, chính là nghe người hầu nói, phòng tân hôn không chỉ có sửa chữa, hơn nữa còn làm thông với một phòng bên cạnh. Phòng tân hôn hiện tại so với trước đây lớn hơn ít nhất 1/3. Cô bưng tổ yến, những thứ này cũng từng là đồ ăn vặt của cô, chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, tất cả đều đã chuyển dần. Cô nghĩ tới đi làm việc lại, nghĩ tới việc rời khỏi Tề gia, chẳng qua là ân tịch làm sao bây giờ. Lâm Ái nhất định không bỏ qua cho cô cũng biết. Lâm Âm Ái là trả thù cô, bởi vì lúc trước bà đã nói với cô, nếu cô tiến vào Tề gia, nhất định bà ta sẽ làm cho cô nhận phải báo ứng, làm cho cô phải hối hận trước đây đã quyết định tiến vào Tề gia. Đúng vậy, hiện tại cô đã biết nhà giàu có tựa như đáy biển, những con người này mặt ngoài cảnh tượng vô hận, tấm lòng nhân ái, làm từ thiện, nhưng mà bên trong thì một người cũng không thể dung, tâm địa ngoan độc. Bất tri bất giác, Bội Dung đã đi tới cửa tân phòng của Ngô Niệm, đang muốn gõ cửa, lại nghe thấy thanh âm khiến cô không chịu nổi. Tĩnh, Tĩnh à, anh có nhớ người ta không? Anh là muốn tra tấn người ta đến chết sao? Thanh âm của Ngô Niệm mang theo tiếng thở gấp. Tiểu yêu tình, không phải là em muốn anh đến chết sao? Anh chính là muốn tra tấn em đến chết đó. À, đừng, chậm một chút Tĩnh ca, đau. Tiếng ngầm ngà dâm đảng của nữ nhân vang lên. Kêu lớn lên chút em, tiểu yêu tinh này vẫn là thông minh như vậy. Tiếng thở dốc không ngừng của nam nữ, từng trận truyền vào lỗ tai cô, đứng ở tại chỗ, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Ngô Niệm hẳn là cố ý. Cô ta chính là muốn cho chính cô nhìn thấy bọn họ ân ái đến mức nào, làm cho cô chết tâm đi. Kỳ thực, cần gì phải làm như vậy đâu. Lòng của cô, từ lúc Tề Gia Tĩnh ký tên cứu đứa nhỏ, thì đã chết đi rồi. Đang lúc cô chuẩn bị lui ra, cửa phòng mở, cô ngẩng đầu lên, thấy Tề Gia Tĩnh đứng trước mặt của cô, trong mắt lộ ra thiếu kiên nhẫn. Tại sao lại là cô? Cô tới đây làm cái gì? Tôi... Thưa, tôi mang tổ yến tới cho thiếu phu nhân. Hứa Bội Dung khôi phục lại thanh âm bình tĩnh, thật bình tĩnh. Anh yêu, làm sao vậy? Sai cô đi lấy bát tổ yến mà lại lâu như vậy?
Giọng nói mang theo nũng nịu mà oán giận vang từ phía sau Tề Gia Tĩnh. Một đoạn tóc dài tùy ý bay bay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của hắn. Đến khi cô ta nhìn thấy người bên ngoài là Hứa Bội Dung, ra vẻ kinh ngạc. Ô, Bội Dung, ngại quá. Về sau lúc mang đồ cho tôi sẽ nói với người hầu, bảo người khác mang tới cũng được. Giơ tay cầm lấy bát tổ yến, còn không quên mỉm cười với cô, một con người hiểu lý lẽ lại ôn nhu như vậy. Ánh mắt Tề Gia Tĩnh hòa nhã không ít, liếc qua Hứa Bội Dung. Ở trong mắt hắn, Hứa Bội Dung thấy hắn không vừa mắt tới mức nào, không còn có mê luyến đối với cô như trước, hung hăng mà đóng cửa lại, phát ra một tiếng động như động đất. Hứa Bội Dung vẫn chuyên chú mà giặt quần áo, vẫn chưa phát hiện ra người đứng phía sau mình, một đôi mắt giống như muốn nhìn thấu cô vậy, sau đó chậm rãi tiến đến trước mặt cô. Vài tiếng ho mạnh kinh động đến Hứa Bội Dung. Cô thấy xuất hiện trước mắt mình là một đôi giày cao gót mà bọt nước giặt quần áo trên tay cô không cẩn thận giăng vào trên mũi giày. Nhìn thấy loại tình huống này, cô sợ hãi. Thực xin lỗi, tôi sẽ lau khô cho cô ngay. Nói xong, cô dùng chính bàn tay của mình đi lau giày của cô ta, thậm chí cô không kịp nhìn xem đây là chân ai. Hiện tại cô chỉ cầu không đắc tội bất kỳ kẻ nào, không làm sai điều gì. Tay cô đang nghiêm túc lau giọt nước dính trên đôi giày cao gót kia, bỗng nhiên giày cao gót đá lên một cái, tay Hứa Bội Dung trực tiếp ngã xuống đất. Cô còn chưa kịp thu tay lại, giày cao gót đã trực tiếp giẫm nát mu bàn tay trắng nõn của cô. Ôi, đau quá. Mu bàn tay đột nhiên bị giẫm nặng, làm cho cô nhịn không được kêu lên. Tiếng kêu của cô càng làm cho chủ nhân của đôi giày tăng lực giẫm lên. Cảm nhận đến lúc này, Hứa Bội Dung chỉ có thể gắt gao mà cắn răng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trắng hồng mang theo ý cười nhạt. Tiểu nữ nhân trước mặt người khác bộ dáng ôn nhu, lại không ngờ rằng tâm địa là độc ác như vậy. Tôi không thể tưởng tượng nổi, nếu mình tin phim nhựa gian danh bốn biển năm đó, người dịu dàng đến mức khiến ngay cả sát thủ cũng hy sinh hết thảy để bảo hộ. Người phụ nữ làm cho đô đốc cao cấp không tiếc phạm pháp mà che chở. Cuộc sống thực ra là chật dẫn đến không chịu nổi như vậy. Trên mặt cô ta thủy chung vẫn là tươi cười. Ngô Niệm, cô muốn làm gì đây? Tôi cũng không có ý muốn tranh đoạt cái gì với cô. Tôi chỉ cầu tôi cùng Ân Tịch có thể bình an mà sống. Bội Dung hèn mọn trả lời. Cô biết hoàn cảnh ngày xưa đã lui vào dĩ vãng, mà cho dù cô có tiếng nhập nhà giàu có, cho tới bây giờ đều không có tự mình tính toán qua. Khởi dậy tin tưởng tình yêu ở thời điểm tỏa sự nghiệp trên đỉnh vinh quang, lựa chọn rút lui, gả cho Tề Gia Tĩnh để đổi đến kết cục ngày hôm nay. Tất cả những thứ này cô chỉ hận chính mình. Tôi nhất định sẽ làm cho mẹ con cô hai người sống thật tốt. Cô hãy tin tôi. Tôi nhất định làm như vậy. Tôi nhất định nhìn thấy mẹ con các người sống thật là tốt. Giày của Ngô Niệm nâng lên, lại đem gót giày hung hăng mà tiếp tục giẫm nát mu bàn tay phía dưới. À, cô. Bội Dung thật sự chịu không nổi, đau đến ngay cả nói đều không ra lời, trên trán ứa mồ hôi lạnh. Nhớ kỹ, thiếu phu nhân Tề gia là Ngô Niệm tôi. Cô vĩnh viễn cũng đừng có vọng tưởng. Nói xong, nâng chân lên tao nhã mà xoay người, hướng tới bên cạnh cô đi qua. Nhìn thấy trên mu bàn tay chính mình in hai dấu giày cao gót màu đỏ, cô đem nước mắt nuốt vào trong lòng, nói cho chính mình. Vì Ân Tịch,
Tất cả những điều này đều là đáng giá. Chương 14. Thời thơ ấu của Ân Tịch. Con gái Ngô Niệm kêu Tề Tư Di, đứa con trai kêu Tề Tư Gia. Đôi long phượng thai này là bảo bối của Tề gia. Mọi người đều lấy buồn vui của bọn họ làm buồn vui của mình. Tiểu Ân Tịch với sự bảo vệ của Hứa Bội Dung đã chậm rãi lớn lên, mỗi ngày một thêm xinh đẹp. Từ lúc biết bò tới biết đi, thanh âm đầu tiên mà nó kêu là Mama. Cho dù Hứa Bội Dung đã dốc toàn lực để bảo hộ nó, đứa con gái này cũng chính là niềm hy vọng duy nhất của cô. Nhưng mà cuộc sống của hai người cũng vô cùng trắc trở, thậm chí so với Hứa Bội Dung, Ân Tịch lại càng thêm bi thảm hơn. Lúc mà Ân Tịch 3 tuổi, một lần kia, hàm chơi bé chạy đến trước mặt mẹ vô cùng vui vẻ, lớn tiếng kêu lên. Mẹ! Một tiếng gọi này lọt vào tai Lâm Âm Ái đang sai khiến Bội Dung làm việc ở bên cạnh. Mụ ta không lên tiếng, tận cho tới khi Ân Tịch lắc lắc cái mông nhỏ nhắn chạy đến trước mặt Bội Dung. Hai tiếng đánh lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của tiểu Ân Tịch. Trên mặt lập tức hằn rõ hai bàn tay màu đỏ do hai cái tát đánh mạnh vào. Tiểu Ân Tịch bị hai cái tát này làm cho sợ hãi. Nó không phải mẹ của mày, nó là du em của mày. Gọi một tiếng, tao liền đánh một lần, cho tới khi nào mày không dám gọi nữa mới thôi, nghe thấy chưa? Sắc mặt Lâm Âm Ái hung ác. Không, mẹ không phải vú em, mẹ chính là mẹ. Mẹ chính là mẹ sinh ra Ân Tịch. Ân Tịch nghe được có người không cho nó kêu mẹ, trái tim nhỏ bé hung hăng bị thương, theo bản năng mà hét lớn. Ân Tịch mới vừa nói xong, hai bàn tay lại hung hăng tát lên mặt Ân Tịch. Ân Tịch không khóc, mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đàn bà rất xấu trước mắt mình khi dễ nó cùng mẹ. Phu nhân, tôi cầu bà, đừng thương tổn Ân Tịch, là tôi dạy không tốt, đều là do tôi, bà muốn đánh, xin bà hãy đánh tôi đi. Bội Dung cầu xin mà nói. Hứa Bội Dung, tôi hỏi cô, đứa nhỏ kia hẳn là nên gọi cô là gì? Lâm Âm Ái chỉ vào Ân Tịch hỏi cô. Bội Dung vuốt ve khuôn mặt Ân Tịch, đau lòng nhìn đứa bé kiên cường và ánh mắt đầy phòng bị. Mẹ, Ân Tịch không đau, Ân Tịch tuyệt đối không đau. Nhìn thấy biểu tình bị thương tổn của mẹ, trái tim nhỏ bé của nó nói cho nó biết, nó không nên khiến cho mẹ lo lắng, không để cho mẹ vì mình mà phải khổ sở. Lại thêm một tiếng, cái tát này tuy rằng không mạnh như ban nãy, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ đi bao nhiêu. Khóe miệng tiểu Ân Tịch ứa ra tơ máu. Tâm can Hứa Bội Dung đau hơn ai hết. Chẳng qua là cô phải làm như vậy. Cô chỉ có làm như vậy mới có thể bảo vệ được Ân Tịch. Mặc kệ sau này Ân Tịch có hận cô hay không, cô muốn dùng hành động nói cho nó biết là cô yêu nó. Mặc kệ hèn mọn, nhưng lại không ai có thể thay thế. Về sau, không được gọi tôi là mẹ. Tôi là vú em của cô. Nhớ kỹ, tôi là vú em của cô. Tôi là vú em của cô. Hứa Bội Dung khổ sở mà kiên định nói. Ân Tịch còn nhỏ bé, nó không biết vì sao mẹ là đánh mình, vì sao lại nói với mình Ân Tịch là đứa nhỏ chỉ có vú em. Trái tim nhỏ bé của nó đã bị thương. Năm 3 tuổi, sau khi bị mẹ tát một bạt tai, nó liền chạy đi cũng không quay đầu lại, mà mẹ của nó cũng không đuổi theo nó. Chẳng qua là nó cũng không biết, mẹ nó cũng không thể chạy đuổi theo. Mẹ của nó phải đi gặp bà nội. Là cô không dạy dỗ tốt con gái, mà tất thảy khổ sở này cũng không nằm trong khả năng chịu đựng của một đứa bé ở tuổi của nó.
Chương 15. Lúc Ân Tịch được 5 tuổi 2 tháng, đứa con gái thứ hai của Ngô Niệm cũng được 3 tuổi, kêu là Tề Tư Mục. Cái này là của tao, không cho mày chạm vào đồ của tao. Tề Tư Mục tuy còn nhỏ tuổi mà đã bắt đầu khi dễ Ân Tịch cùng với hạ nhân. Không, đây không phải của mày, đây là của mẹ tao. Không đúng, là vú em của tao làm cho tao, mày trả lại cho tao. Từ sau khi Ân Tịch bị đánh, mẹ cảnh cáo nó trước mặt người ngoài chỉ cho phép gọi là vú em. Mày đưa cho tao, đây là của tao, đây là của tao. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là của tao. Tề Tư Mục gắt giọng lớn tiếng hét to, hơn nữa còn giật lấy đồ trên tay của Ân Tịch. Không phải của mày, sẽ không phải của mày. Ân Tịch đã nổi giận rồi. Đây là thứ mà nó trân trọng nhất, là búp bê xinh đẹp do mẹ khâu từng đường kim mũi chỉ cho nó. Đây không chỉ là món đồ chơi duy nhất của nó, lại là tình yêu của mẹ. Nó không thể để cho người khác cướp đoạt. Thời điểm mà Ân Tịch hung hăng cướp lại đồ trên tay Tề Tư Mục, Tề Tư Mục lớn tiếng khóc lên. Tề Tư Di nghe được tiếng khóc của em gái chạy tới, không hỏi nguyên nhân, liền giơ tay tát Ân Tịch một cái. Ân Tịch gắt gao ôm chặt búp bê giải, chịu đựng đau không để cho chính mình cảm thấy ủy khuất. Em gái, đừng khóc, em muốn cái gì chị đều lấy lại cho em. Tề Tư Di nhẹ nhàng vỗ bả vai em gái, xoay người trừng ánh mắt ác độc liếc Ân Tịch. Đem cái đó đưa cho tao. Tề Tư Di còn nhỏ tuổi mà đã bắt đầu mệnh lệnh cho Ân Tịch phục vụ cho mình. Vẫn như trước, Ân Tịch liều mạng bảo hộ đồ vật. Không, cái này là của tao. Cái này là của tao. Cái loại tạp chủng này, mày thật không biết xấu hổ. Nhanh lên, đưa cho tao. Tao không phải tạp chủng, mày mới là tạp chủng. Theo bản năng, Ân Tịch phản kháng. Mẹ tao từng nói, mẹ mày là kẻ tiện nhân. Nhìn người chửi, dạng người đánh, đúng là tiện nhân. Nói xong, Tề Tư Di mạnh miệng phun nước miếng vào người nó. Còn nhỏ tuổi, tuy rằng nó không hiểu những lời này có ý tứ gì, nhưng nó khẳng định đó là những lời nói dũ nhục mẹ nó. Ân Tịch mạnh mẽ đánh trả. Không được mắng mẹ tao, không được mắng mẹ tao. Nói xong, Ân Tịch đánh nhau với Tề Tư Di. Tề Tư Mục ở một bên hét lớn lên. Người đâu, mau tới, tiện nhân đánh chị ta, tiện nhân đánh chị ta. Một nhóm người hầu chạy tới, dội vàng đem hai người tách ra. Trong đó có một người gắt gao túm lấy Ân Tịch, miệng cười kịch liệt nói. Đại tiểu thư, tôi thay cô bắt nó. Tề Tư Di đi lên phía trước, hung hăng tát vào miệng nó. Chẳng qua là hận thù khó hiểu như cũ, lớn tiếng giận dữ nói. Các người đi lấy mấy thứ đồ lại đây cho ta, ta muốn dạy dỗ con tiện nhân này. Một người hầu trong đó nói, đại tiểu thư, trong túi của tôi chỉ có tăm nhọn, nếu không tôi chạy đến phòng bếp tìm xem. Không cần, ngươi liền đưa tăm ngay cho ta. Quý vị thính giả thân mến, Người Tình Giấu Mặt tập 2 sẽ được tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê. Lê Duyên xin cảm ơn. Chào tạm biệt.